Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ lên quán triệt triển khai chuyên đề năm 2022. Xin trân trọng giới thiệu, kính mời chị. Kính thưa đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Kính thưa đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí đại biểu dự các điểm ở điểm cầu tỉnh và các điểm cầu ở huyện, thành phố, các cơ sở. Thưa các đồng chí, tôi được phân công trao đổi với các đồng chí về cái chuyên đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Thì thưa các đồng chí, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là giá trị cốt lõi bền vững mà Bác đã để lại cho Đảng, cho nhân dân ta. Những giá trị đó đã và đang là những định hướng để mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân xây dựng giá trị đạo đức, lý tưởng của mình và dần trở thành nền tảng đạo đức xã hội. Việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đang dần chuyển từ phong trào sang tự giác của mỗi cán bộ đảng viên. Kết luận 01 của Bộ Chính trị, kế hoạch 44, kế hoạch 54 của Tỉnh ủy về việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 đã có gửi tới tất cả các đồng chí cán bộ đảng viên ở các chi đảng bộ. Thì hôm nay tôi được phân công trao đổi các đồng chí về chuyên đề năm 2022. Về chuyên đề lần này sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất về chủ đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hàng năm. Phần này tôi sẽ nêu cái tên và cái định hướng nội dung của hàng năm. Phần thứ hai là nội dung chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Phần này là phần trọng tâm. Và phần thứ ba là triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị năm 2022. Phần này nói về các cái công việc chúng ta phải làm. Tôi đi vào phần thứ nhất về chủ đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hàng năm. Thì thưa các đồng chí, là phần cái nội dung này thì có mấy ý như sau. Thứ nhất là cái căn cứ để lựa chọn cái chủ đề này, các cái chủ đề này thì có mấy căn cứ như sau. Căn cứ thứ nhất là căn cứ kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cái căn cứ thứ hai là kế hoạch số 58 ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện kết luận 01 nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình hành động số 09 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Kế hoạch số 44 ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kết luận 01. Thì đấy là những căn cứ để xác định chủ đề hàng năm. Các đồng chí đọc tên các chủ đề sẽ thấy bóng dáng của các nội dung của các văn bản, các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong tên của các chủ đề. Về mục đích lựa chọn các chủ đề này thì các chủ đề hàng năm tập trung làm sâu sắc thêm nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Thì thưa đồng chí, là chúng ta đã được nghe giáo sư Phùng Hữu Phú đã nói về cái chuyên đề giai đoạn 2021-2025 về học tập và làm theo Bác. Thì nội dung là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Đấy là tên chủ đề giai đoạn 2021-2025. Và cụ thể hóa nội dung nhiệm vụ đột phá năm 2021-2025 mà Đảng bộ tỉnh đã xác định trong kết luận, trong việc thực hiện kết luận 01. Đó là thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của từng năm. Thì mục đích là làm sâu sắc thêm những cái vấn đề, cái nội dung mà chủ đề của Trung ương, của tỉnh đã xác định trong giai đoạn
và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng năm. Tên của chủ đề hàng năm như sau. Chuyên đề năm 2022 là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Đấy, thì chuyên đề này nó đầy đủ các cái nội hàm của chuyên đề giai đoạn. Năm 2023 là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch vững mạnh. Thì chuyên đề năm 2023 thì chủ yếu nhấn mạnh về việc nêu gương để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Chuyên đề năm 2024 là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Chuyên đề năm 2024 sẽ nhấn mạnh nổi bật về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Chuyên đề năm 2025 là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần quan trọng tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thì tên của các chủ đề chuyên đề thì là như vậy. Thì các đồng chí đã thấy được là các cái nội dung của chuyên đề hàng năm thì đều có các cái nội hàm của chuyên đề toàn khóa. Tôi điều phần thứ hai để học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, xây dựng khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Thì báo cáo đồng chí là có 54 chữ trong cái chuyên đề này. Thì tất cả các đồng chí đã đều được nắm được rồi. Ở phần thứ hai này thì gồm có 4 nội dung của ba cái thành tố của chủ đề. Thì báo cáo đồng chí chủ đề có 3 thành tố chính. Một là trách nhiệm nêu gương. Hai là đổi mới sáng tạo, và ba là ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no. Ba thành tố chính như vậy. Để các đồng chí cũng hình dung, nói thì rất dài nhưng các đồng chí nhớ ba thành tố: trách nhiệm nêu gương, đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no. Để các đồng chí nắm những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2022 này như vậy. Nội dung này thì tôi xin được trao đổi với đồng chí 4 cái vấn đề. Một là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương. Nó sẽ có 3 thành tố và một phần là phần kết luận. Thì thưa đồng chí, nêu gương là cái gì? Thì theo bác, nêu gương chính là việc thực hành giá trị đạo đức và tài năng của người lãnh đạo được để lan tỏa, dẫn dắt, truyền cảm hứng, thúc đẩy mọi hành động của cấp dưới và người dân. Đấy. Thực hành về những giá trị đạo đức, tài năng của người lãnh đạo, lan tỏa đến, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho mọi hành động của cấp dưới và người dân. Đấy, theo bác, nêu gương là như vậy. Cho nên là cái trách nhiệm nêu gương, một cái tấm gương mà có giá trị thì sẽ có cái giá trị lan tỏa rất là lớn. Vấn đề nêu gương và gương mẫu của cán bộ là đảng viên thì luôn được đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đề cao. Đảng ta đã dùng sự gương mẫu nêu gương để lãnh đạo cách mạng và lấy đó là một trong 5 phương thức lãnh đạo của đảng. Thì báo cáo chí có 5 phương thức lãnh đạo của đảng, đó là đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược và các chủ trương lớn. Thứ hai là đảng lãnh đạo bằng tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục. Thứ ba là đảng lãnh đạo bằng công tác tổ chức cán bộ. Thứ tư là đảng lãnh đạo bằng công tác kiểm tra, giám sát. Và thứ năm là đảng lấy sự gương mẫu của đảng viên là phương thức lãnh đạo. Thì một trong 5 phương thức lãnh đạo của đảng đó chính là nêu gương của cán bộ, của đảng viên. Thì cái phương thức đó, chúng tôi cho rằng đó là cái phương thức lãnh đạo khoa học, trí tuệ và đầy giá trị nhân văn để đảng ta thực sự là đạo đức,
là văn minh. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta ấy, thì luôn là tấm gương đạo đức toàn vẹn, mẫu mực cho mọi người học tập và nói theo. Thì tất cả chúng ta ở đây thì đều đã được lúc này lúc khác, chỗ này chỗ khác nghe về tấm gương đạo đức của Bác để học và làm theo. Một tấm gương điển hình về trách nhiệm nêu gương trong đảng ta. Và người đã nói rằng là gương mẫu là mệnh lệnh không lời, gương mẫu là cách lãnh đạo tốt nhất. Thế thì nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương là cái gì? Thì thưa đồng chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh thì rất coi trọng việc nêu gương. Người nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Một tấm gương sống còn giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Cái này thì các ông chí đã được nghe đâu đó rồi. Hôm nay tôi xin được nhắc lại một chút. Và theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Do đó, để tập hợp các lực lượng, vận động được quần chúng, để quần chúng tin tưởng, sẵn sàng tham gia và hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, thì người đảng viên, người cán bộ lãnh đạo phải nêu gương. Vì thế, đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên không những có trách nhiệm tu dưỡng tốt, mà còn phải là tấm gương trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, luôn nói đi đôi với làm để quần chúng nói theo. Trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra 12 điều về tư cách đảng chân chính cách mạng. Và tư cách ở đây thì chính là sự nêu gương để trở thành người cách mạng chân chính. Và mỗi cán bộ đảng viên cần phải nêu gương về cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, nêu cao đức tính tốt đẹp, đó là nhân, nghĩa, trí, dụng, liêm. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nhấn mạnh vai trò nêu gương của người đứng đầu. Thì theo người thì người đứng đầu nêu gương tốt sẽ ảnh hưởng rất là tích cực, rất lớn đối với cấp dưới và quần chúng nhân dân. Và Bác khẳng định là đảng viên thì đi trước và làm nước thì đi sau. Chúng tôi cũng chỉ nhấn lại những câu nói của Bác, những hành động của Bác để chúng ta thấy được cái giá trị nêu gương. Người đặc biệt coi trọng hai phương pháp để giáo dục nêu gương đạt kết quả cao, đó là nói đi đôi với làm, rồi lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Đấy là hai cái nội dung mà người thường nêu ra yêu cầu để nêu gương. Và Bác cũng là hiện thân cao đẹp nhất về trách nhiệm nêu gương trước đảng, trước nhân dân. Thì như vừa nãy tôi đã nói là cái vai trò nêu gương của Bác thực sự là mẫu mực, thực sự là giá trị rất là cao, rất là rộng khắp, lan tỏa. Thứ hai, về ý nghĩa và sự cần thiết. Ý nghĩa, sự cần thiết và tầm quan trọng của nêu gương và gương mẫu của các bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Thì thưa đồng chí, là chúng ta sau hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, nhất là sau 35 năm đất nước của chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới đến nay, thì đảng ta ngày càng khẳng định và coi trọng ý nghĩa, sự cần thiết và quan trọng nêu gương, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Thì thưa đồng chí là kể từ khi thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì các cấp ủy tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập làm theo Bác gắn với xây dựng, chỉnh đốn đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa trong đảng và toàn xã hội. Thưa công chí, 5 năm qua ấy, thì thực hiện chỉ thị 05, cả nước ta đã có rất nhiều những mô hình, cách làm sáng tạo về học tập và làm theo Bác. Rất nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng về tấm gương điển hình học tập làm theo Bác. Trên đối với tỉnh ta, 5 năm qua, chúng ta đã có 143 cái mô hình hiệu quả để học tập và làm theo Bác. Chúng ta đã có 3.274 tập thể cá nhân được khen thưởng, và các cái điển hình tiên tiến học tập làm theo Bác đã được lan tỏa rộng rãi trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Tôi có thể lấy một số ví dụ ở đây, điển hình tiêu biểu ở đây như đảng bộ trung tâm y tế huyện Than Uyên về thực hiện làm theo Bác, về đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
đồn biên phòng Hồi Luông trong việc triển khai thực hiện phong trào tuổi trẻ của đội biên phòng thi đua rèn đức luyện tài, xung kích sáng tạo vì chủ quyền an ninh sứ danh của đội Cụ Hồ. Các cá nhân như ông Cao Xuân Báo, đảng viên xã Trăn Nưa, huyện Sìn Hồ, ông Trần Đình Vượng, xã Bình Lư, huyện Tam Đường trong tích cực thực hiện, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Đồng chí đại tá Phạm Hải Đăng, phó đốc công an tỉnh trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Đồng chí Bộ Vũ Trọng Trung, bí thư đảng ủy, chủ tịch kiêm giám đốc công ty xăng dầu Lai Châu. Thì đấy là những tấm gương điển hình mà đã được chính phủ của tỉnh tặng bằng khen. Còn nhiều tấm gương nữa nhưng tôi xin được nêu một số tấm gương điển hình. Ngược lại thì thưa các đồng chí là trong việc trong thực hiện trách nhiệm nêu gương, bên cạnh những tấm gương tốt, tấm gương cao đẹp thì một số những tồn tại hạn chế, những cái gương xấu, tôi gọi là những gương xấu cũng gây ra những cái ảnh hưởng rất lớn, tác động tiêu cực đến đảng, đến nhân dân. Những hành vi vi phạm đạo đức lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm pháp luật của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, việc thực hiện quy chế nêu gương của cán bộ đảng viên còn bộc lộ những vấn đề đáng suy nghĩ, quan ngại đã được cấp ủy đảng thẳng thắn chỉ rõ. Một bộ phận cán bộ đảng viên, trong đó người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu, còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tiễn cơ sở, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn tham ô tham nhũng, gây thất thoát lãng phí rất lớn tài sản của nhà nước, của nhân dân. Trong 5 năm qua đã có hơn 87.000 đảng viên bị thi hành kỷ luật, tăng 18% so với nhiệm kỳ trước. Trong đó chỉ riêng cán bộ diện trung ương quản lý kỷ luật bị kỷ luật đã tăng gấp gần 10 lần so với nhiệm kỳ trước, gồm có 113 đảng viên là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, kể cả đương nhiệm và đã nghỉ, và hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang đã bị xử lý kỷ luật. Cái này các đồng chí đã được thường xuyên nghe ở trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những cái hạn chế đó thì đã gây ra những cái dư luận rất xấu trong xã hội. Thế rồi là làm cho niềm tin của nhân dân vào uy tín chính trị và thanh danh của đảng ta bị giảm sút. Sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo, vai trò cầm quyền của đảng cũng bị giảm đi, và cái nguy cơ trực tiếp, nó là nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của đảng. Như vậy là bên cạnh những gương tốt thì những gương xấu cũng còn không ít, và đây là cái lời cảnh tỉnh là những cái việc chúng ta cần phải làm để dẹp đi những cái tôi gọi là gương xấu này, để làm những gương tốt ngày càng nhiều lên, ngày càng lan tỏa rộng khắp hơn, hiệu quả hơn. Vì vậy hơn bao giờ hết, nêu gương phải được coi là bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm, đồng thời phải có tính tự giác, tự nguyện, trở thành một nhu cầu văn hóa trong lẽ sống và nếp sống hàng ngày của mỗi con người, trước hết là của cán bộ đảng viên, công chức viên chức. Bởi không nêu gương, cán bộ đảng viên sẽ tự suy thoái. Nếu không nêu gương thì cán bộ đảng viên sẽ tự suy thoái. Thì đấy là những cái căn cứ, những yêu cầu về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Vậy thì đẩy mạnh học tập làm theo Bác, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên trong tỉnh Lai Châu trong thời gian tới thì chúng ta cần phải làm cái gì? Thì có mấy nội dung như sau. Một là cán bộ đảng viên phải tích cực, tự giác rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, tư cách, phát huy tốt vai trò trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo Bác. Cái này là nhu cầu bắt buộc, là yêu cầu, xin lỗi, là yêu cầu bắt buộc và dần trở thành nhu cầu tự thân. Bất kỳ cán bộ đảng viên nào cũng đều phải nêu cao trách nhiệm nêu gương. Hai là người đứng đầu, người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn thì càng phải nêu gương. Tất cả đảng viên nêu gương rồi, nhưng người có chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn thì càng phải nêu gương. Ba là nêu gương của cán bộ đảng viên phải thông qua hoạt động thực tiễn,
bằng những việc làm cụ thể. Bằng những việc làm cụ thể, chứ không nói suông. Ở đây thì đề nghị là trọng tâm là nêu gương trong đổi mới tư duy, trong hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cá nhân, trong cải cách hành chính, tác phong và lễ làm việc. Nêu gương trong đổi mới tư duy. Mỗi đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý, mỗi đảng viên, mỗi công chức viên chức phải nêu gương trong đổi mới tư duy, trong hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong cải cách hành chính, tác phong lề lối làm việc. Nội dung của cái nêu gương là như vậy. Bốn là từng cán bộ đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức lối sống theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là về nội dung tự giác nêu gương. Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức lối sống theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, và đặc biệt là nội dung tự giác nêu gương. Năm là các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung và làm theo, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng của cấp tỉnh. Đưa cái nội dung học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào cái chương trình hành động, rồi là kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng của cấp tỉnh. Đấy là việc học tập làm theo Bác để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên trong thời gian tới. Thì nói tóm lại, ở mục nêu gương, ở cái nội dung về học tập làm theo Bác, về nâng cao trách nhiệm nêu gương, thì xin được trao đổi với đồng chí mấy điểm nội dung cốt lõi là thế này. Một là mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tập thể, ở trong mỗi tập thể, mỗi tổ chức đảng phải nêu cao trách nhiệm nêu gương, và người có chức vụ, có vị trí càng cao thì càng phải gương mẫu, để những tấm gương của các đồng chí sẽ trở thành cái nội dung, trở thành cái tài liệu, trở thành cái điển hình để mỗi đảng viên, quần chúng nhân dân học tập và làm theo. Phần thứ hai, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới và sáng tạo. Thì thưa các đồng chí, đổi mới là cái gì, sáng tạo là cái gì? Thì tôi xin được trao đổi mấy cái nội dung như sau. Đổi mới là thay đổi hoặc làm cho thay đổi tốt hơn, tiến bộ hơn so với trước, đáp ứng được yêu cầu sự phát triển. Thay đổi hoặc làm cho thay đổi tốt hơn, tiến bộ hơn so với trước để đáp ứng yêu cầu sự phát triển. Đấy là theo từ điển tiếng Việt, đấy là đổi mới. Thay đổi hoặc làm cho thay đổi để tốt hơn, tiến bộ hơn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Và sáng tạo là cách giải quyết mới, không bị gò bó, phụ thuộc vào cái đã có, không bị phụ thuộc cái đã có. Tức là có cái cách làm mới, cách giải quyết mới, không bị gò bó, không phụ thuộc cái đã có. Để cũng theo từ điển tiếng Việt là như vậy. Thì như vậy, đổi mới sáng tạo là có cách giải quyết, cách thực hiện các nhiệm vụ mới để làm thay đổi cho nó tốt hơn, tiến bộ hơn, hiệu quả hơn so với trước và đáp ứng được yêu cầu phát triển liên tục. Có cách giải quyết, cách làm, cách thực hiện nhiệm vụ để làm cho nó thay đổi tốt hơn, tiến bộ hơn, so với hiệu quả hơn so với trước để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Thì đấy là cái khái niệm về đổi mới và sáng tạo. Và theo từ điển khoa học, theo luật của khoa học công nghệ, thì thưa các đồng chí, là xác định là đổi mới sáng tạo là việc tạo ra hoặc ứng dụng những thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm hàng hóa. Đọc cái khái niệm luật khoa học công nghệ thì có vẻ như nó hơi chiều tượng hơn, nhưng nói tóm lại, đổi mới sáng tạo là thay đổi và thay đổi cách làm cho nó hay hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, tiến bộ hơn. Thì đấy là đổi mới sáng tạo, nói ngắn gọn luôn là như vậy. Vậy thì tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo là thế nào? Thì thuật ngữ và tư tưởng đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đã được xác định trong nhiều cái tài liệu, nhiều cái bài nói của Bác. Ví dụ như trong tác phẩm Được Cái Mệnh năm 27, và sau đó được người làm rõ thêm trong nhiều bài viết, bài nói
và nổi bật ở các tác phẩm sửa đổi lối làm việc ấy. Và đời sống mới năm 1947, đời dân vận năm 1949, và nhất là trong cái di chúc thiêng liêng của Bác thì có một số cái nội dung như sau. Theo Bác, đổi mới là bản chất của cách mạng, của sự phát triển. Đổi mới là bản chất của cách mạng, của sự phát triển. Muốn làm cách mạng, muốn có sự phát triển thì phải luôn có đổi mới. Thế và trong tác phẩm về cách mệnh thì người đã nói cách mệnh là phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt. So lại, đối chiếu lại với cái từ điển tiếng Việt thì đúng là như thế. Cách mạng, cách mệnh là phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt. Thì đấy là cách mệnh, là cách mệnh. Đổi mới phải xuất phát từ nhu cầu khách quan của thực tiễn, phù hợp với điều kiện thực tiễn và giải quyết hiệu quả những đòi hỏi của thực tiễn. Phải xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn và phù hợp với điều kiện thực tiễn, giải quyết hiệu quả những vấn đề của thực tiễn đặt ra. Đổi mới là sự nghiệp lâu dài, gian khổ, kiên trì, kiên định, lựa chọn những bước đi thích hợp. Đổi mới không phải một ngày một, ngày hai. Không phải nói đổi mới là đổi mới ngay được, mà đổi mới phải rất là kiên trì, bền bỉ. Đổi mới không phải là phủ định sạch chân, mà là sự kế thừa và phát triển. Không phải là phủ định sạch chân. Cho nên là chúng ta có một giai đoạn, chúng ta nhận thức nó có vẻ chưa đầy đủ, cứ nói rằng là tất cả những gì của chủ nghĩa tư bản là xấu xa. Cho nên không theo một cái gì đó, không tiếp nhận cái gì đó của tư bản, thì đấy là đổi mới một cách cực đoan. Sức mạnh của đổi mới là của nhân dân, và người luôn căn dặn để giành lấy sự thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của nhân dân. Như vậy là đổi mới không phải của một nhóm người, không phải của một bộ phận nhân dân, mà đổi mới phải là sự nghiệp của toàn dân. Đảng là linh hồn của đổi mới, cán bộ đảng viên phải tiên phong trong sự nghiệp đổi mới. Đảng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và thực tiễn cách mạng Việt Nam để thực hiện đường lối đổi mới và những chủ trương đúng đắn về đổi mới. Thì đấy là những nội dung cơ bản của tư tưởng Bác về đổi mới. Về phong cách tư duy sáng tạo của Bác thì theo Bác, sáng tạo là vận dụng quy luật chung cho phù hợp với cái riêng, cái đặc thù. Sáng tạo còn là sẵn sàng từ bỏ cái cũ đã lỗi thời, không phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, sáng tạo là tìm tòi đề xuất những cái mới để trả lời những vấn đề, những đòi hỏi mà cuộc sống đặt ra. Cái mới là cái chưa từng có trong lịch sử. Cái mới có thể kế thừa cái cũ, bổ sung giá trị mới, làm cho cái mới khác về chất so với cái cũ. Cái mới, cái sáng tạo phải phù hợp với quy luật khách quan, đồng thời phù hợp với quy luật phát triển chung của xã hội loài người. Thì thưa đồng chí, là sáng tạo làm ra cái mới, cái mới này nó phải được kế thừa trên cơ sở cái cũ, nhưng cái gì lạc hậu, cái gì không phù hợp thì thay đổi. Và cái mới này nó phải phù hợp với quy luật khách quan thì nó mới thành công. Xu thế đòi hỏi tất yếu đối với đổi mới sáng tạo trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước ấy, của các quốc gia trên thế giới thì được thể hiện ở mấy ý thế này. Như vậy là chúng ta thấy rằng là đổi mới và sáng tạo là yêu cầu bắt buộc, là không thể không làm. Và hiện nay các quốc gia trên thế giới đều đang làm và làm rất mạnh mẽ. Thì thưa công chí, là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hay còn gọi là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để đang diễn ra trên thế giới rất là mạnh mẽ, với cái tốc độ mà có thể nói là chưa từng có trong lịch sử. Và những cái đột phá, với những đột phá về công nghệ, nhất là trên các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ người máy, internet kết nối vạn vật, công nghệ nano, vân vân và vân vân, rất nhiều thứ. Thì thưa công chí, là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những chuyển đổi số thì chúng ta đã thấy cái sự thay đổi rất là ghê gớm.
trước đây chúng ta muốn gặp nhau thì phải giáp mặt, nhưng bây giờ chúng ta ở cách nhau hàng trăm cây số, hàng nghìn cây số, thậm chí hàng triệu km mà chúng ta vẫn nói chuyện với nhau bằng video call. Có những người ở mặt đất nói chuyện với trên không gian vũ trụ. Thế rồi là chúng ta có người nhà ở nước ngoài, chúng ta vẫn video call, vẫn nói chuyện bình thường. Đấy là một cái kết quả của chuyển đổi số. Thế rồi chúng ta ở nhà có thể đặt mua bất kỳ thứ gì ở bất kỳ nơi nào trên thế giới mà không cần đến internet. Đó là kết quả của chuyển đổi số. Thế rồi chúng ta giải quyết các thủ tục hành chính không cần đến cơ quan, đấy là kết quả của chuyển đổi số. Thế rồi là chúng ta sản xuất ra những vật liệu bằng máy in 3D. Thế rồi là máy bán hàng tự động, rồi là những robot thông minh, thì đấy là kết quả của chuyển đổi số. Và các quốc gia đang tích cực và rất tích cực trong việc đổi mới sáng tạo để nâng cao giá trị hiệu quả sản xuất kinh doanh trên toàn thế giới. Thì thưa công chí, có rất nhiều ví dụ, do điều kiện thời gian thì tôi cũng không thể nói thêm, nhưng công chí thấy là một số quốc gia người ta đi tắt bắt đầu chuyển đổi số rất là mạnh, rồi là đổi mới sáng tạo rất là quyết liệt, thì từ những quốc gia nhỏ bé trở thành những đất nước phát triển rất là nhanh, rất là mạnh trong thời gian qua. Về tư tưởng đạo đức phong cách của mình, Hồ Chí Minh ý, thì đã soi sáng con đường đổi mới của đất nước ta, của Đảng, của nhân dân ta. Thì thưa công chí, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 năm 1986 thì Đảng ta đã quyết tâm phát động lãnh đạo công cuộc đổi mới, đặc biệt là tại đại hội 13 năm 2021, Đảng ta đã đặt ra yêu cầu thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nhằm tạo cái động lực mạnh mẽ cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Các đồng chí nếu chúng ta đọc trở lại các cái văn kiện đại hội 13 thì Đảng ta đã xác định là chúng ta thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Nước ta và một số nước đã có những quỹ đổi mới sáng tạo. Quỹ đổi mới sáng tạo là nguồn lực hỗ trợ cho những ý tưởng, những hành động đổi mới sáng tạo. Và với Chủ tịch Hồ Chí Minh thì tư tưởng đổi mới sáng tạo là tư tưởng cách mạng khoa học trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin kết hợp với tinh hoa văn hóa dân tộc. Để giải quyết những cái nhu cầu khách quan trong thực tiễn của đất nước, đạo đức đổi mới sáng tạo là phục sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của dân tộc, của tổ quốc lên trên hết. Phong cách đổi mới là kiên định, sáng tạo, dân chủ, thực tiễn, hiệu quả. Theo bác thì đạo đức đổi mới là phục sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phong cách đổi mới là kiên định, sáng tạo, dân chủ, thực tiễn, hiệu quả. Đấy là những căn cốt về tư tưởng đạo đức phong cách của bác về đổi mới và sáng tạo. Tại sao lại phải đổi mới sáng tạo? Hay nói cách khác là sự cần thiết để học tập làm theo bác về đổi mới sáng tạo ở Lai Châu trong giai đoạn hiện nay. Thì thưa công chí, là bốn cái nhiệm kỳ gần đây nhất thì ở nhiệm kỳ đại hội nào chúng ta có thể không biết thành lời, nhưng trong diễn đạt, trong chủ đề của đại hội, chúng ta đều đặt ra vấn đề là phải đổi mới sáng tạo trong tất cả các cái văn kiện, các chủ đề của nghị quyết đại hội. Bốn kỳ đại hội gần đây đều xác định là phải đổi mới sáng tạo. Thế thì trong bốn kỳ đại hội này thì chúng ta đặt vấn đề ra như vậy, và chúng ta có đặt ra cái yêu cầu, cái đích hướng tới đối với Đảng bộ tỉnh Lai Châu thì như sau. Tôi có thể trích một số cái nội dung như sau. Nhiệm kỳ đại hội thứ 11 thì chúng ta phấn đấu đưa Lai Châu cơ bản ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, thu hẹp khoảng cách với các tỉnh khác, tạo thế và lực mới cho sự phát triển vững chắc của tỉnh vào giai đoạn tiếp theo. Đại hội 12 thì xác định là đưa Lai Châu cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đại hội 13 thì phát triển nhanh toàn diện và bền vững, đưa Lai Châu trở thành tỉnh trung bình trong khu vực. Và đại hội 14 thì xây dựng Lai Châu phát triển nhanh bền vững, phấn đấu đến 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Đấy là mục tiêu của chúng ta khi thực hiện việc đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên
thì chúng ta có thể thấy Lai Châu còn đang gặp rất nhiều khó khăn, và càng khó khăn như vậy thì cái yêu cầu đổi mới sáng tạo càng phải cấp thiết, cần thiết hơn bao giờ hết. Và chúng ta có những khó khăn như sau: là quy mô phát triển kinh tế còn nhỏ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thiếu đồng bộ so với yêu cầu, so với điều kiện và yêu cầu phát triển. Tiềm năng lợi thế của tỉnh thì chưa được giải phóng, còn nhiều hạn chế về nguồn lực, về con người và vật chất. Và nguyên nhân chủ quan của những cái hạn chế là năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một bộ phận cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu quyết liệt, chưa mạnh dạn đổi mới sáng tạo, trình độ năng lực, trách nhiệm nêu gương, gương mẫu của cán bộ đảng viên công chức viên chức còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ đảng viên chưa quyết tâm, chưa thực sự nỗ lực vươn lên. Như vậy là chúng ta thấy chúng ta còn đang rất yếu, đang rất nhỏ. Và nguyên nhân của việc cái việc đang yếu đang nhỏ đó là chúng ta chưa quyết tâm được mới. Thế thì đặt ra đứng trước vấn đề như vậy thì chúng ta phải quyết tâm, phải thực hiện cái nhiệm vụ đổi mới này. Và việc làm cái đổi mới đó như thế nào thì xin được trao đổi với các đồng chí mấy cái nội dung như sau: về thực hiện nghiêm túc hiệu quả tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo ở Lai Châu ấy, thì xin được đặt vấn đề với các đồng chí hai cái nhóm việc. Thứ nhất là về nội dung thực hiện. Nội dung thực hiện ấy, thì có mấy cái nội dung như sau: mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị, các đơn vị doanh nghiệp, cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc phải thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đổi mới và sáng tạo. Thứ nhất là thấm nhuần, mỗi cán bộ đảng viên phải thấm nhuần. Khi đã thấm nhuần thì nó sẽ trở thành nhu cầu tự thân. Thứ hai là quyết tâm và kiên trì đổi mới mạnh mẽ hoạt động quản lý, điều hành công việc theo hướng nhanh chóng dỡ bỏ các rào cản để giải phóng tối đa sức sáng tạo của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của mỗi người dân. Đổi mới mạnh mẽ hoạt động quản lý và điều hành để dỡ bỏ những cái rào cản, những cái vướng mắc, những cái tắc nghẽn để giải phóng tối đa sức sáng tạo của mỗi cá nhân, mỗi tập thể. Thì cái này cũng là cái nội dung này cũng là cái điều mà chúng ta cần phải tập trung rất là mạnh, dỡ bỏ, thay đổi những cái cũ. Mà thưa đồng chí, có những cái cũ đó nó còn liên quan đến lợi ích của ai đó, một nhóm người nào đó thì thực sự là khó khăn. Nhưng nếu chúng ta không giải phóng được sức lao động, sức sáng tạo của mỗi tập thể cá nhân, mỗi doanh nghiệp thì chúng ta sẽ không phát triển được đâu, mà chúng ta dừng lại thôi đã là đi lùi rồi, trong khi các tỉnh, các nước đang phát triển rất mạnh. Thứ ba là đổi mới về tư duy trong cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện của Lai Châu nói chung và từng cơ quan, đơn vị nói riêng. Và thứ tư là đổi mới về cách tiếp cận, phát huy có hiệu quả tiềm năng lợi thế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đấy, thì bốn cái nội dung về đổi mới sáng tạo cần được thực hiện ở Lai Châu. Về giải pháp thì ta làm cái gì? Một là muốn đổi mới sáng tạo thì phải có đội ngũ cán bộ sẵn sàng quyết tâm đổi mới sáng tạo. Cho nên phải tập trung đổi mới toàn diện đồng bộ công tác cán bộ, xây dựng tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị, đảng viên thực sự là người tiên phong gương mẫu. Muốn đổi mới phải có con người đổi mới, phải có tư duy đổi mới, và muốn có tư duy đổi mới phải có con người sẵn sàng quyết tâm đổi mới. Đấy là giải pháp thứ nhất. Thứ hai, hai là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy tổ chức đảng trong điều kiện mới. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng, của cấp ủy các tổ chức đảng trong điều kiện mới. Nếu như nghị quyết rồi là nội dung của các cuộc họp, của các nghị quyết lãnh đạo mà nó xa rời thực tiễn, nó không phù hợp, nó không có giá trị, nó không phù hợp với cái xu thế phát triển thì kéo địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đó đi lùi, đi chậm, thậm chí là đi lùi. Ba là thực hiện quyết liệt
nghiêm minh, kỷ luật, kỷ cương công vụ. Và thứ tư là triển khai thực hiện các phong trào thi đua nước, các cuộc vận động đi vào thực chất bằng những việc làm, mô hình cụ thể mang lại hiệu quả thực tiễn và phổ biến sâu rộng trong xã hội để đẩy lùi hiện tượng trông chờ, ỷ lại, trì trệ của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đấy. Như vậy là chúng ta phải thực hiện quyết liệt, tích cực các phong trào thi đua. Thế đấy là bốn cái giải pháp để thực hiện cái việc đổi mới sáng tạo. Đối với Lai Châu thì về xin nội dung thứ hai về học tập làm theo tư tưởng của Bác về đổi mới sáng tạo thì tôi xin được trao đổi công chí như vậy. Sang nội dung thứ ba, phần thứ ba về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Thế thì ý chí là cái gì? Tự lực là cái gì? Tự cường là cái gì? Thì tôi xin được trao đổi công chí mấy cái điểm như thế này. Ý chí theo từ điển tiếng Việt, ý chí là khả năng tự xác định mục đích cho hành động và quyết tâm để đạt cho bằng được mục đích đó. Tức là ý chí là anh tự xác định mục đích và có những hành động và quyết tâm đạt cho bằng được những cái mục đích đó. Đấy là ý chí theo từ điển tiếng Việt. Tự lực cũng theo từ điển tiếng Việt, tự lực là tự sức mình với sức lực của bản thân, không trông chờ ỷ lại vào ai. Tóm lại tự lực là tự ta làm, tự mình làm. Tự cường là gì? Tự cường theo từ điển tiếng Việt, tự cường là tự làm cho mình ngày càng được mạnh lên, không chịu thua kém người khác. Không chịu thua kém người khác. Đấy là tự cường. Tự lực là tự mình làm, tự cường là tự làm cho mình mạnh lên. Ý chí là xác định mục đích và có cái cách làm quyết tâm, một quyết tâm rất cao để đạt được mục đích đó. Từ ba cái khái niệm như vậy thì có thể rút ra khơi dậy ý chí tự lực tự cường là khơi gợi tác động để mỗi tập thể cá nhân tự xác định mục đích, tự xác định mục đích phát triển và dùng tự sức mình làm cho mình ngày càng mạnh lên, không trông chờ lại vào ai đó để quyết tâm thực hiện cho bằng được cái mục đích đó. Đấy, xác định cho được, xác định cho được mục đích và đạt cho bằng được, tự mình làm cách mạnh mẽ để đạt được mục đích đó. Đấy thì ý chí tự lực tự cường là như vậy. Thì nói gọn lại một chút thì khơi dậy ý chí tự lực tự cường ấy, thì chúng ta làm cho ai cũng phải tự làm cách mạnh mẽ để đạt cho bằng được cái mục đích cá nhân hoặc mục tiêu chung của mỗi cơ quan đơn vị. Đấy là ý chí tự lực tự cường. Thì tư tưởng của Bác về ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc là như thế nào? Thứ nhất về ý chí tự lực tự cường thì theo Bác, ý chí tự lực tự cường là độc lập, tự chủ, không trông chờ lại vào và không trông chờ lại và không phụ thuộc vào ai. Đấy, như vậy tôi nói khái niệm trong từ điển tiếng Việt thì Bác cũng khẳng định đó là tự làm và không phụ thuộc vào bên ngoài. Người nhấn mạnh một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi trông chờ dân tộc khác thì không xứng đáng được độc lập. Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi trông chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập. Muốn tự lực tự cường cần phải phát huy vai trò sức mạnh của nhân dân. Muốn làm cách mạng ấy, thì quần chúng nhân dân phải được giác ngộ, phải được vận động, phải được tổ chức rèn luyện. Như vậy mới có thể huy động tập hợp phát huy cao nhất vai trò sức mạnh của lực lượng quần chúng trên cùng một mặt trận và biến ý chí tự lực tự cường của quần chúng thành sức mạnh cách mạng. Thế là theo Bác về cái phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng. Muốn có được sức mạnh ý chí tự lực tự cường của dân tộc thì phải có sự tổ chức chặt chẽ, có phương pháp cách mạng đúng đắn dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tự lực tự cường không có nghĩa là coi nhẹ ngoại lực và sự giúp đỡ ủng hộ từ bên ngoài. Nếu chúng ta hoàn toàn coi trông chờ vào cái sự giúp đỡ bên ngoài thì chúng ta không có tự lực. Nhưng nếu chúng ta không có sự giúp đỡ bên ngoài thì cái việc đạt được cái mục đích đó nó sẽ lâu hơn, sẽ khó khăn hơn rất nhiều, cho nên phải tranh thủ những cái sự giúp đỡ của bên ngoài.
Không có nghĩa là tự lực tự cường, có nghĩa là chúng ta không cần sự giúp đỡ bên ngoài, mà không hoàn toàn trông chờ, thì mới là đó mới đầy đủ nghĩa của tự lực tự cường. Không chỉ tự lực tự cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước, mà phải tự lực tự cường trong bảo vệ, giữ gìn nền độc lập dân tộc, phát huy tinh thần lao động sáng tạo để xây dựng và phát triển đất nước. Đây là khái niệm, những cái quan điểm của bác về tự lực tự cường. Về khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc thì theo bác, bác đã nhận thức rất sâu sắc và kiên định về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, và người xác định rằng đó là con đường tất yếu để đi đến ấm no, phồn vinh, hạnh phúc. Chỉ có độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội thì mới là con đường để đi đến ấm no, phồn vinh, hạnh phúc. Cái quan điểm của bác là như vậy. Và thực tế cũng đã chứng minh chúng ta giành độc lập dân tộc gắn với xây dựng chủ nghĩa xã hội thì đất nước chúng ta có những bước phát triển rất mạnh mẽ, nhất là hơn 35 năm qua. Theo tư tưởng của bác, để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc thì phải xây dựng được nền tảng kinh tế xã hội vững chắc, giữ vững quốc phòng an ninh. Và khi đất nước giành được độc lập thì vấn đề kinh tế phát triển kinh tế xã hội trở nên cấp thiết, và bác khát khao mong muốn làm cho nhân dân ta có ăn, làm cho nhân dân ta có mặc, làm cho nhân dân ta có chỗ ở, làm cho dân có học hành. Và đối với Lai Châu ấy, thì trong thư của người căn dặn đồng bào Lai Châu thì bác có nói ra sức tăng gia sản xuất để mọi người được ấm no. Đấy, không chỉ lúc nào đó tạt qua cái bức thư của bác ông Phù Điêu ở bên gần quảng trường chúng ta đây sẽ được đọc được cái câu này bác dặn đối với cán bộ của nhân dân Lai Châu. Theo bác, để phục vụ công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh phải phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. Thì rõ ràng rồi, muốn làm gì thì cũng phải có kiến thức, phải có trí thức, phải có những con người, có những người tài thì phải thực hiện tốt được cái việc xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Và người luôn nhắc nhở phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc phải trên cơ sở phù hợp với thực tiễn đất nước và xu thế giá trị chung của nhân loại. Phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc thì phải phù hợp với xu thế và giá trị chung của nhân loại. Thì đấy là những tư tưởng của bác về xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tại sao lại phải phát huy trí tự lực tự cường xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc và đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững? Thì có mấy ý như sau. Thưa các đồng chí, là trải qua các giai đoạn lịch sử thì cũng đã vun đúc trong nhân dân Lai Châu của chúng ta ý chí tự lực tự cường, luôn có khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhân dân Lai Châu của chúng ta có truyền thống yêu quê hương nước, không cam chịu áp bức bóc lột, luôn đoàn kết kiên cường bất khuất chống lại kẻ thù xâm lược ở bề lục Tây Sơn. Thì thưa các đồng chí, lịch sử của đất nước nói chung, của Lai Châu chúng ta nói riêng thì cho thấy nhân dân Lai Châu chúng ta luôn luôn khát khao xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đó là một cái giá trị, một cái phẩm chất rất là tốt đẹp mà chúng ta cần phải được duy trì, cần phải được nhân rộng lên. Và trong sự nghiệp cách mạng của tỉnh thì nhân dân Lai Châu luôn luôn đoàn kết để xây dựng và bảo vệ đất nước. Trải qua hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo chính quyền, nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị qua các giai đoạn cách mạng và từng bước đưa tỉnh ta ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, kém phát triển, trở thành phấn đấu trở thành tỉnh trung bình và tỉnh khá trong khu vực miền núi phía Bắc. Thì thưa đồng chí, một số kết quả mà trong những năm gần đây chúng ta đạt được rất là tích cực, nó thể hiện rằng là việc Đảng bộ tỉnh lãnh đạo nhân dân xây dựng tỉnh Lai Châu của chúng ta đạt nhiều kết quả rất tích cực. Tôi xin được điểm một vài ví dụ như sau. GDP bình quân đầu người của chúng ta đạt trên 40 triệu, tăng gấp 15,4 lần so với năm 2004. Chúng ta chuẩn bị kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh. 20 năm đó chúng ta tự hào thấy rằng GDP
bình quân đầu người tăng gấp 15,4 lần. Và đến khi đến kỷ niệm 20 năm có khi đến tăng đến 20 lần. Chúng ta hiểu rằng năm 2004 mỗi người có khoảng 5 triệu 4 triệu một năm, thì đến nay chúng ta đã có hơn 40 triệu, đấy, gấp 15 lần. Đấy, thì công chí thấy rằng cái mức độ tăng trưởng của kinh tế của chúng ta nó rất là lớn. Thế rồi là nông nghiệp của chúng ta thì từ chỗ sản xuất quảng canh, độc canh, tự cấp tự túc thì dần chuyển sang sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất tập trung và có sự tham gia của doanh nghiệp. Chương trình xây dựng nông thôn mới thì được triển khai đồng bộ, đạt cái kết quả rất là tích cực. Các lĩnh vực văn hóa xã hội thì đã có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 4,5% trên năm. Chúng ta đã có 2 huyện là ra khỏi huyện nghèo, có 19 trên 77 xã ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Rồi là các kết quả khác trong công tác xây dựng đảng, trong công tác bảo vệ an ninh tổ quốc, rồi công tác xây dựng đảng thì cũng đạt được rất là nhiều kết quả tích cực. Thì đó là những kết quả của sự lãnh đạo của đảng bộ tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Lai Châu chúng ta. Tuy nhiên thì đến nay Lai Châu chúng ta cũng là cái tỉnh cũng là còn đang gặp rất nhiều khó khăn. Tất cả chúng ta ở đây đều biết, đều nhìn thấy khó khăn ở nhiều lĩnh vực. Hạ tầng kinh tế xã hội thì còn thấp kém, quy mô nền kinh tế còn rất nhỏ. Thưa công chí rằng là Lào Cai thì thu ngân sách trên địa bàn khoảng 9.000, gần chúng ta khoảng 9.000 tỷ. Ở Thái Nguyên khoảng 18.000 tỷ, Vĩnh Phúc khoảng 32.000 tỷ. Thì so với Lai Châu chúng ta so với tỷ đó thì quá là nhỏ bé, chúng ta được hơn 2.000 một chút, xung quanh cái mốc 2.000 thì quy mô nền kinh tế chúng ta còn rất nhỏ bé. Thế rồi là hạ tầng thì cũng còn rất là thấp kém, nhất là hạ tầng giao thông của chúng ta cũng đang rất khó khăn. Thế rồi là tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo nói thế còn cao, nhất là cận nghèo. Chỉ một vài cái tác động nhỏ của thiên nhiên, của thời tiết thôi là nhiều hộ cận nghèo trở thành hộ nghèo trong một sớm mai ngủ dậy. Kinh tế xã hội cũng còn đang rất nhiều khó khăn, hệ thống y tế, giáo dục cũng còn đang chậm phát triển, có rất nhiều khó khăn như vậy. Để nguyên nhân ấy, thì có nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân về năng lực lãnh đạo, rồi nguyên nhân về điều kiện địa lý, vị trí địa lý của chúng ta cũng đang là cái cản trở rất lớn cho sự phát triển của Lai Châu. Thế thì trong cái bối cảnh mà các địa phương, các nước đang phát triển rất mạnh mẽ, nhất là trong cái điều kiện mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ấy, thì đặt ra cho mỗi địa phương, mỗi quốc gia phải có sự quyết tâm rất mạnh để xây dựng địa phương, xây dựng đất nước mình phát triển mạnh mẽ. Thì đòi hỏi mỗi quốc gia, mỗi dân tộc phải chấp với cái thời cơ để đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Và ngoài cái tiềm lực về kinh tế thì ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển của toàn dân tộc chính là cái sức mạnh tinh thần và là điều kiện căn bản cốt lõi, là nguồn lực nội sinh quý báu chúng ta cần phải khơi dậy một cách mạnh mẽ. Cái ý chí tự lực tự cường, cái khát vọng được vươn lên là một cái sức mạnh rất là mạnh mẽ chúng ta cần phải khơi dậy. Để bắt nhịp thời với sự phát triển chung của đất nước, không bằng lòng với kết quả đạt được thì đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lai Châu cần phải tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo Bác, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Đây là yêu cầu, là mệnh lệnh đối với cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở.
Thứ ba là đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về khơi dậy ý chí tự lực tự cường, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững ở Lai Châu ấy của chúng ta. Thì chúng ta làm phải làm cái gì? Thì có mấy việc như sau. Thứ nhất là tập trung tuyên truyền vận động để khơi dậy sức mạnh, nguồn lực, ý chí của mỗi tập thể, mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng dân cư, địa phương, cơ quan đơn vị quyết tâm phát triển y tế, nâng cao đời sống, xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đã xác định. Phải tuyên truyền vận động để khơi dậy cái ý chí tự lực tự cường. Nói đông na, nói trong ngôn ngữ đời thường là phải khơi dậy cái máu phát triển, cái máu vươn lên. Và đơn vị này, cơ quan này, địa phương này phát triển được thì không có gì đơn vị này, đơn vị kia, cơ quan kia, địa phương kia không phát triển. Cho nên phải nói theo cái ngôn ngữ đời thường là thích và tôi thích. Thứ hai là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách để lối làm việc của cấp ủy đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, sâu sắc trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết, các quy định của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện là nhân tố quyết định có khả năng phát huy cao nhất sức mạnh và ý chí tự lực tự cường của mỗi người dân. Nói tóm lại là muốn khơi dậy được ý chí tự lực tự cường thì phải xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh và phương thức, phong cách lãnh đạo của đảng phải được đổi mới để làm sao mà người dân tin vào, quyết tâm làm theo cái sự lãnh đạo trong nội dung chủ trương lãnh đạo của đảng. Thứ ba là cụ thể hóa ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững bằng những việc, bằng những việc làm cụ thể của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức trong kế hoạch công tác thường xuyên và hàng năm. Có nghĩa là kế hoạch làm, việc làm hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, hàng tuần, hàng ngày thì đều phải thể hiện là tôi mong muốn, tôi quyết tâm phát triển, quyết tâm đi lên. Thứ tư là coi trọng và xây dựng môi trường dân chủ, trước hết phải bảo đảm phát huy dân chủ trong đảng là hạt nhân để phát huy dân chủ trong toàn xã hội. Thứ năm là quan tâm chăm lo, bồi dưỡng phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Ở cái thứ năm này thì muốn khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên thì phải làm cho người ta có nhận thức, có kiến thức, có sức khỏe để sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần đó sẽ là nguồn lực, sẽ là động lực để con người có mong muốn được phát triển. Sáu là đẩy mạnh các phong trào thi đua nước để động viên, khuyến khích, tạo không khí sôi nổi trong mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực tham gia cống hiến vào mọi mặt của đời sống xã hội. Chúng ta phát động các phong trào thi đua và trong phong trào thi đua đó thì cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, quyết liệt tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua đó. Như vậy thì đến phần kết luận thì tôi xin được nêu mấy ý như thế này. Như vậy tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thông qua học tập và làm theo để hiểu sâu hơn cuộc đời, sự hy sinh cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để chúng ta càng tin yêu hơn vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, càng tin tưởng vững bước theo lý tưởng của Đảng và Bác đã lựa chọn. Qua đó, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nói chung và của tỉnh Lai Châu chúng ta nói riêng. Đặc biệt, để thực hiện tốt chuyên đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Thì các cái nội dung, ba cái nội hàm về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì tôi xin được trao đổi với cô chính như vậy. Tôi xin được nhắc lại ba cái nội hàm mà
chúng ta đã học, đã cùng nghiên cứu. Thì đó là những cái nội dung mà cụ thể hóa từ cái chủ đề học tập làm theo Bác trên giai đoạn năm 2021-2025. Sang phần thứ ba cũng là phần cuối cùng về thực hiện triển khai thực hiện kết luận số 1 của Bộ Chính trị ở Lai Châu chúng ta thì cái cách làm như thế nào. Thì thưa đồng chí là chúng ta tỉnh đã ban hành kế hoạch số 54 ngày 3/12 và các cấp ủy đảng cũng đã ban hành cái kế hoạch để thực hiện cái chuyên đề năm 2022 rồi. Thì tôi xin được nhấn mạnh lại mấy cái nội dung để đồng chí cùng thống nhất. Một là về tổ chức học tập quán triệt nội dung kết luận số 1 chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022 thì chúng ta sẽ tiến hành hoàn thành vào quý 1 năm 2022. Như vậy là chúng ta trong quý 1 này chúng ta được tổ chức học tập quán triệt học tập tới toàn thể cán bộ đảng viên. Đối với chuyên đề toàn khóa thì các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội căn cứ vào tình hình cụ thể của cơ quan đơn vị tiếp tục lựa chọn các nội dung phù hợp trong chuyên đề toàn khóa để đưa vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ đoàn thể của cơ quan đơn vị. Các đồng chí lựa chọn các nội dung để đưa vào cái sinh hoạt chuyên đề định kỳ hàng tháng của từng cơ quan đơn vị. Các đồng chí cũng đừng nghĩ rằng là chuyên đề cái chủ đề học tập làm theo Bác đưa vào sinh hoạt cơ quan nó là cái gì nó gây ớn bằng những trao đổi rất cụ thể về chấn chỉnh, về khơi gợi để cán bộ công nhân viên chức đảng viên thực hiện thật là tốt cái chức năng nhiệm vụ của mình, thật là quyết tâm, thật là máu lửa để thực hiện các cái công việc mà mình đã xác định. Đối với chuyên đề năm 2022 thì các tổ chức đảng tiếp tục tổ chức quán triệt học tập nội dung chuyên đề trong sinh hoạt định kỳ hàng quý. Nội dung đã được xác định cụ thể trong hướng dẫn số 47 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Thì đề nghị công chí nghiên cứu cái kế hoạch số 47 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Phần nội dung thứ hai là xây dựng kế hoạch để thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì trong cái kế hoạch số 44 và cái kế hoạch số 54 của tỉnh ủy thì yêu cầu các tập thể, các cá nhân phải xây dựng cái kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì về các tập thể thì các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 01 và của năm 2022 bám sát kết toàn khóa của chuyên đề năm 2022 của tỉnh, tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đột phá mô hình tiêu biểu đã xác định, các cuộc vận động, các phong trào thi đua nước và giải quyết vấn dứt điểm các vấn đề bức xúc trong thực tiễn. Trong cái kế hoạch số 04 có yêu cầu trong kế hoạch của từng tập thể thì phải xác định được là cái nhiệm vụ đột phá của năm tới là gì, của hàng năm và năm tới là gì, đấy, nhiệm vụ đột phá. Thế và phải xây dựng được các mô hình tiêu biểu. Thì thưa các đồng chí là 5 năm trước chúng ta học tập làm theo Bác thì xây dựng các mô hình không bài bản, chưa bài bản, cho nên cái hiệu quả lan tỏa của các mô hình chưa cao. Lần này thì có đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng xác định các mô hình chúng ta có thể đã có rồi hoặc chưa có thì chúng ta xác định, nếu người ta có điều kiện, các tập thể, các địa phương, các đơn vị, các cá nhân có điều kiện, có khả năng xây dựng trở thành điển hình thì đề nghị các đồng chí phải tập trung vào, tác động vào, thậm chí phải tạo cơ hội, tạo nguồn lực cho người ta để người ta xây dựng các mô hình điển hình thật là tốt, có giá trị lan tỏa. Mô hình điển hình đó có thể là kinh tế, có thể là văn hóa xã hội, có thể là đảm bảo quốc phòng an ninh, có thể là xây dựng đảng. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trung ương, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở các sở ngành tỉnh tổng hợp danh sách nội dung đột phá hoặc là việc làm trọng tâm các mô hình tiêu biểu để gửi về Ban tuyên giáo tỉnh ủy trong tháng 2 năm 2022. Thì hiện nay Ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng đã nhận được một số rồi, một số cái bản kế hoạch, cái đăng ký của các cái huyện ủy, thành ủy. Gần đây nhất thì cách đây 3-4 hôm thì tôi đã nhận được của Ban tuyên giáo, đã nhận được của Ban cán sự đảng ủy ban rồi. Thế rồi một số huyện
Thế thì đề nghị công chí là cái việc này các đồng chí cũng cần phải làm được trước. Về kế hoạch của cá nhân ấy, thì các chi bộ, cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch cá nhân năm 2022 về học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện kết luận 21 của Ban chấp hành Trung ương sát với chức năng nhiệm vụ được giao. Kế hoạch của mỗi cá nhân là lãnh đạo chủ chốt các cấp ấy, thì phải có nội dung đăng ký nêu gương. Thưa công chí là tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập làm theo Bác gắn với thực hiện kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 về xây dựng chỉnh đốn đảng, thì các nội dung được gắn vào đó. Và riêng đối với kế hoạch của cá nhân các đồng chí là lãnh đạo quản lý thì phải có nội dung đăng ký nêu gương, và cuối năm ấy, thì tiến hành đánh giá cái kết quả học tập làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên cơ sở kế hoạch đăng ký. Cuối năm đồng chí đánh giá xem người ta có làm được như thế không. Việc xây dựng kế hoạch của tập thể cá nhân thì cần phải hoàn thành trong tháng 12 năm 2021, thì chắc là các cơ quan đơn vị cũng đã hoàn thiện cái này rồi. Các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, và cái việc này thì cần yêu cầu hoàn thành trong quý 1 năm 2022. 4. Về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì có đề nghị, có yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới và nội dung chuyên đề tuần khóa, chuyên đề năm 2022 cho cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý. Các đơn vị đào tạo bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, trường cao đẳng Lâm Đồng nâng cao chất lượng nghiên cứu giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng chuyên đề làm theo lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu cho cán bộ, đảng viên, học viên. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo đưa tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh vào giảng dạy cho học sinh từ lớp 2 cho đến lớp 12. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thì tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành đề án về thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, xây dựng khát vọng phát triển của thanh niên Lai Châu trong giai đoạn phát triển mới, và cái nội dung này thì hoàn thành vào quý 2 năm 2022. Thứ năm, về công tác tuyên truyền nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác thì có yêu cầu là tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tư tưởng văn hóa của tỉnh tổ chức thường xuyên, sâu rộng, đa dạng các hoạt động tuyên truyền về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và việc học tập làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đổi mới cách thức tuyên truyền, phát huy hiệu quả các phương thức tuyên truyền, phương thức và phương tiện tuyên truyền. Lưu ý thì yêu cầu biên tập các tài liệu tuyên truyền phổ biến phù hợp với đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, và khuyến khích biên dịch tài liệu tuyên truyền sang tiếng dân tộc thiểu số đảm bảo ngắn gọn, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng đối tượng. Thì ở đây thì có nội dung này thì có yêu cầu là chúng ta đẩy mạnh cái tuyên truyền bằng mọi hình thức, bằng mọi phương tiện. Ở đây tôi xin được thông tin với đồng chí là hiện nay rất nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã có những cái bên cạnh hệ thống báo chí, loa truyền thanh, truyền hình thì còn có cả những fanpage. Cái fanpage nó có cái hay là các đồng chí có, cứ có điện thoại thông minh là chúng ta học tập, chúng ta được nghe, được xem ở bất cứ đâu, có điện thoại thông minh, có sóng là chúng ta học được. Xem truyền hình ở bất cứ đâu, không phải lên TV nha. Cho nên nó rất hiệu quả. Và cái tài liệu ấy thì có thể biên tập thành những tiếng dân tộc thiểu số phù hợp, ngắn gọn thôi, có thể bằng một vài câu thôi, để cho bà con nhớ, bà con hiểu, bà con làm theo. Theo dõi, giúp đỡ, khuyến khích, động viên các tập thể cá nhân tích cực quyết tâm học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất. Tổ chức bình xét, ghi danh, động viên, khen thưởng các mô hình tập thể cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Thì như vậy tôi đã nói, chúng ta cố gắng phát hiện, tạo điều kiện, bồi dưỡng để các điển hình, các mô hình học tập làm theo Bác được thực hiện một cách thường xuyên và ngày càng phát triển. Một sự tác động, một sự giúp đỡ của tập thể, của cá nhân đối với một đơn vị, một địa phương, một cá nhân nào đó thì cái mô hình đó có khi phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn rất nhiều nếu như để tự thân người ta làm.
Rồi là khi mà phát hiện ra thì đề nghị công chí chúng ta ghi danh, thì chúng tôi đang tỉnh ủy đã chỉ đạo và ban tuyên giáo đã hướng dẫn rồi là có cái sổ ghi danh. Đấy, sổ ghi danh thì đề nghị công chí khi mà phát hiện ra thì ghi danh ngay. Đấy, phát hiện ra những tấm gương có thể là những cái gương rất là hiệu quả thì đề nghị công chí ghi danh ngay và tôn vinh động viên người ta. Triển khai giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong quý 2 năm 2022. Tổ chức biên soạn và phát hành 7 cuốn sách, tập 7 cuốn sách làm theo Bác hoàn thành trong quý 2 năm 2022. Các địa phương đơn vị lựa chọn những mô hình tiêu biểu, hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo và các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác gửi về ban tuyên giáo tỉnh ủy để nghiên cứu đưa vào cuốn sách. Lựa chọn gửi tư liệu tham gia triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý năm 2022. Như vậy là quý 2 rất là nhiều việc, đề nghị các cấp ủy các đồng chí quan tâm để chỉ đạo thực hiện. Thứ 6, về công tác kiểm tra giám sát, thi đua tổng kết và thi đua khen thưởng thì đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị thì tăng cường kiểm tra giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện kết luận 01 và các kế hoạch của tỉnh ủy. Thường xuyên giám sát việc thực hiện kế hoạch của cá nhân, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan báo chí, phát huy vai trò giám sát đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong cán bộ đảng viên. Thì thưa đồng chí là bên cạnh cái kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng thì đề nghị phát huy vai trò giám sát của quần chúng nhân dân đối với việc nêu gương, đối với việc tu dưỡng rèn luyện của cán bộ đảng viên. Biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Là về kiểm tra giám sát và tổng kết nêu gương, xin được tổng kết biểu dương. Thì thưa các đồng chí là các nội dung về học tập và làm theo Bác năm 2022 thì tôi cũng đã vừa trao đổi với các đồng chí. Tên chủ đề thì rất dài, những nội hàm thì có 3 vấn đề như tôi đã trao đổi với các đồng chí, thì đề nghị các đồng chí triển khai sâu rộng những cái nội dung này đến cán bộ đảng viên và nhân dân để cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu, làm theo một cách tích cực, tự giác. Hy vọng rằng những nội dung này sẽ trở thành những cái phong trào thường xuyên nhất và hiệu quả nhất trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Phần trình bày của tôi xin được tạm dừng đây, xin trân trọng cảm ơn phần trình. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, nên quán triệt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Xin ra kính mời chủ tịch. Bí thư đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực. Bí thư đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Bí thư đồng chí đại biểu dự hội nghị các đồng chí. Được sự phân công của Ban tổ chức hội nghị, tôi xin trao đổi với các đồng chí quyết định 310 ngày 3/12/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Kính thưa toàn thể hội nghị, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trước đây ban hành kèm theo quy định số 1899 ngày 28/5/2010 của Ban Thường vụ tỉnh ủy được xây dựng trên căn cứ pháp lý quan trọng là quyết định 290 ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị. Khóa 11, báo cáo chỉ là sau 10 năm triển khai thực hiện đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, gắn công tác dân vận với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên toàn địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, công tác dân vận đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi phải có cơ chế, phương thức thực hiện công tác dân vận phù hợp hơn, nâng cao trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị. Việc sửa đổi quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị là rất cần thiết. Ngày 30/7/2021, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định 23 về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Thay quyết định số 290 trên căn cứ pháp lý là quyết định số 23 của Bộ Chính trị. Các văn bản lãnh đạo chỉ đạo về công tác dân vận căn cứ thực tiễn
yêu cầu công tác dân vận trên địa bàn tỉnh ngày 30/12/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo quyết định 2010 của báo cáo chỉ là 23 thì trước đây thì cũng đã phát triển đến toàn thể đồng chí và tôi nhớ cũng mình trực tiếp cũng có yêu cầu kính thưa đồng chí một lớn là cái về bố cục, cái bố cục của quy chế được xây dựng trên cơ sở được quy định cho 23 của ý chị về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Quy chế mới gồm 4 chương 28 điều, giảm 1 chương 6 điều so với quy chế cũ. Do các nội dung của các chương như là phân công cán bộ trực tiếp phụ trách công tác dân vận được tích hợp vào các chương khác, ngoài ra kết cấu của từng chương cũng có sự thay đổi cụ thể gắn gọn hơn về trách nhiệm của các cơ quan đảng, cấp ủy và tổ chức đảng được bố trí như mục 1, chương 1, mục 1, chương 2, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và Tổ chức Chính trị xã hội, bố trí mục 3, chương 2 để bảo đảm tính hệ thống, logic và chặt chẽ, cụ thể hơn. Chương 1 là những quy định chung gồm 3 điều. Chương 2 về trách nhiệm lãnh đạo và thực hiện công tác dân vận gồm 3 mục, 13 điều. Chương 3 là phương thức thực hiện công tác dân vận gồm 8 điều. Chương 4 tổ chức thực hiện gồm 4 điều. Về nội dung, 1 là chương 1 những quy định chung làm rõ hơn chủ thể lãnh đạo trực tiếp công tác dân vận, cơ chế lãnh đạo công tác dân vận và tích hợp nội dung phân công lãnh đạo cán bộ trực tiếp phụ trách công tác dân vận cụ thể như sau. Ở trong điều 1 thì ông Đảng thì vẫn nêu là đảng lãnh đạo trực tiếp công tác dân vận các cơ quan tổ chức cá nhân trong hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ đồng bộ thực hiện hiệu quả công tác dân vận, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý người đứng đầu đối với công tác dân vận, thường xuyên học tập quán triệt tư tưởng đạo đức và thực hiện phong cách dân vận trọng dân gần dân hiểu dân học dân và có trách nhiệm với dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều 3 nêu rõ các cấp ủy tổ chức đảng tập thể lãnh đạo người đứng đầu các ngành các địa phương cơ quan đơn vị lãnh đạo chỉ đạo nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ đảng viên công chức viên chức đối với công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phân công lãnh đạo cán bộ trực tiếp phụ trách công tác dân vận. 2 là chương 2 trách nhiệm lãnh đạo và thực hiện công tác dân vận. Trong chương này thì báo cáo chính là nội dung là được sắp xếp được sửa đổi làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, nhất là việc bổ sung cập nhật trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị phù hợp với các văn bản của đảng, quy định của pháp luật của nhà nước mới ban hành. Báo cáo chính là cái nội dung này thì có rất nhiều sau 10 năm mà triển khai thực hiện thì báo cáo chính là có rất nhiều cái văn bản có liên quan như là các luật này, quy chế quy định điều lệ hoạt động của các tổ chức trong hệ thống và các quy định 247 và 248 của Bộ Chính trị về giám sát phản biện xã hội góp phần xây dựng đảng chính quyền và quy định 124 của Ban Bí thư về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt cán bộ đảng viên quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của nhân dân. Thì báo cáo chính là cái này thì giảm thiểu nội dung đã được quy định ở các văn bản. Mục 1 là trách nhiệm của các cơ quan đảng, cấp ủy tổ chức đảng, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy được quy định tại điều 4 như sau. Một là chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo chỉ đạo quán triệt cụ thể hóa triển khai thực hiện kiểm tra giám sát sơ kết tổng kết chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác dân vận
kịp thời ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, lãnh đạo chỉ đạo đổi mới công tác dân vận, thực hiện quy chế dân vận ở cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Thứ hai, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở trung ương lãnh đạo định hướng hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạo chỉ đạo công tác giám sát đối với hoạt động của cơ quan đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Thứ ba, lãnh đạo chỉ đạo phân công người đứng đầu các ủy, cơ quan tổ chức, công dân đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của nhân dân, giải quyết các vấn đề phức tạp trên địa bàn tỉnh. Thứ tư, định kỳ 6 tháng một năm và trong trường hợp cần thiết, giao ban làm việc thường trực tỉnh ủy với ban dân vận, chính quyền, lực lượng vũ trang và trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội về tình hình nhân dân và công tác dân vận. Thứ năm, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của mặt trận, của ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạo công tác cán bộ, các hội quần chúng được đảng nhà nước giao nhiệm vụ, phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách công tác dân vận và trực tiếp làm trưởng ban dân vận. Thứ sáu, lãnh đạo chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan tổ chức liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện công tác dân vận. Ở trong điều 4 thì điều này thì đã được bổ sung một số nội dung so với quy định cũ, cụ thể là trách nhiệm lãnh đạo và thực hiện tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của nhân dân, giải quyết các vấn đề phức tạp trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Đối với trách nhiệm của ban dân vận tỉnh ủy, các ban đảng, văn phòng tỉnh ủy được bổ sung làm rõ tại điều 5 và điều 6. Cụ thể hóa trách nhiệm của ban kinh tế trung ương, ban đối ngoại trung ương vào nhiệm vụ của văn phòng tỉnh ủy tại điều 6 của quy chế, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp ban chấp hành đảng bộ tỉnh, ban thường vụ thường trực tỉnh ủy kiểm tra giám sát sơ kết tổng kết thực hiện các chủ trương đường lối chính sách của đảng về kinh tế xã hội liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân và các hoạt động đối ngoại nhân dân phù hợp với quy định 04 ngày 25 tháng 7 2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cho thành ủy, tỉnh ủy, thành ủy. Theo quy định cũ, trách nhiệm lãnh đạo của các đảng đoàn, ban cán sự đảng, ban thường vụ tỉnh đoàn, thanh niên, cộng sản Hồ Chí Minh được quy định thành các điều riêng biệt, nhưng trong quy chế mới, trách nhiệm lãnh đạo của các của tổ chức này được tích hợp thành một điều đã hạn chế việc trùng lắp nội dung. Thì báo cáo chỉ là nội dung này cũng hơi dài, nhưng nghĩ đồng chí là nghiên cứu ở trong quy chế. Trách nhiệm của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc được quy định tại điều 8 như sau. Cái này thì báo cáo chỉ tôi xin trả đổi đồng chí. Một, lãnh đạo chỉ đạo quán triệt cụ thể hóa triển khai thực hiện kiểm tra giám sát sơ kết tổng kết chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác dân vận, kịp thời ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Thứ hai, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạo định hướng hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương, đơn vị, lãnh đạo chỉ đạo công tác giám sát đối với hoạt động của cơ quan đảng, nhà nước, đảng viên ở địa phương, đơn vị và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Ba, lãnh đạo chỉ đạo phân công người đứng đầu cấp ủy, cơ quan tổ chức
tiếp nhân dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của nhân dân, giải quyết những cái vấn đề phức tạp trên địa bàn. 4 là định kỳ giao ban làm việc với thường trực cấp ủy, với ban dân vận, chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội về tình hình nhân dân và công tác dân vận. Thứ 5 là kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ban dân vận, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội theo thẩm quyền, phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy cung cấp trực tiếp làm trưởng ban dân vận, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, xã, phường, thị trấn, các cơ quan tổ chức, phân công đồng chí bí thư hoặc phó bí thư phụ trách công tác dân vận. Thứ 6, lãnh đạo chỉ đạo công tác phối hợp các cơ quan tổ chức liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện công tác dân vận. Thì báo cáo chỉ là đối với cấp huyện thì cũng đề nghị đồng chí là có mấy cái vấn đề lưu ý. Ở đây thì báo cáo xin được qua cái kiểm tra đấy về cái triển khai cái quy định số 11 của Bộ Chính trị về cái trách nhiệm người đứng đầu đấy, tiếp vừa là công dân mới là cái quy chế 06 của ban thường vụ tỉnh ủy. Thì báo cáo chỉ là ở đây thì thường thường các đồng chí đi tiếp công dân ấy, là cơ bản là theo 11. Thì báo cáo đồng chí là ở đây là theo cái 11 là báo cáo đồng chí là cái này là một tháng là các đồng chí có hai lần là tiếp công dân đấy, và đột xuất khi có cái vụ việc xảy ra đấy, mà tại địa điểm tiếp công dân là trụ sở xã. Ở đây còn 06 của ban thường vụ tỉnh ủy thì báo cáo đồng chí là một năm mới tiếp công dân một lần, nhưng mà tiếp là báo cáo đồng chí là địa điểm ấy, là tiếp tại bản. Ở đây khi mà chúng tôi kiểm tra thì cái này hơi mắc ở các xã, tại vì các đồng chí cứ nhầm lẫn là cái 11 với 06 như nhau. Thì đề nghị các đồng chí là cấp huyện đấy, các đồng chí chỉ đạo cấp xã nên các đồng chí lưu ý cái vấn đề này. Cái vấn đề thứ hai là báo cáo của chúng tôi cấp huyện thì về cái bố trí cán bộ làm công tác dân vận. Ở đây thì báo cáo chỉ có cái luận 45 về cái thực hiện cái 25 là không bố trí những cái cán bộ làm công tác dân vận những người là uy tín kém và bị kỷ luật. Ở đây thì báo cáo chỉ là một số huyện thì các đồng chí cũng phải lưu ý, cũng có một số huyện là có. Điều 9 và điều 10 thì về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước thì là trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh được bổ sung các nội dung như là trách nhiệm trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, trách nhiệm phối hợp với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, nhiều nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các mặt hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, và trách nhiệm nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đối thoại giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Thì báo cáo xin là cái nội dung này thì tôi xin trao đổi nguyên văn. Là điều 9 là trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, thường trực Hội đồng nhân dân. Một là cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh ủy về công tác dân vận trong thực hiện chức năng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và các hoạt động khác của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thứ hai, phối hợp với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, thống nhất chương trình giám sát và cung cấp các nội dung cần phản biện để mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội lựa chọn, tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, giám sát các cơ quan tổ chức giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân, hiệp thương lựa chọn giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, giám sát việc bầu cử của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, lấy phiếu tín nhiệm
đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu và phê chuẩn. Thứ ba, tạo điều kiện để các cơ quan tổ chức cá nhân đề xuất đóng góp ý kiến trong việc xây dựng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách của tỉnh, trong thực hiện giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bốn, là thực hiện tốt hoạt động giám sát, việc giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị của công dân và việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật đối với những vấn đề nhân dân quan tâm. Thứ năm là giám sát trưng cầu ý dân theo quy định, thì báo cáo chỉ là cái này chúng ta chưa có tỉnh. Điều 10 là trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Một là cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, của tỉnh, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về công tác dân vận bằng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình đề án kế hoạch giải quyết cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, tạo điều kiện để các cơ quan tổ chức cá nhân đóng góp ý kiến giám sát phản biện trong xây dựng tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, nhất là chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Hai là chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, nhà nước về công tác dân vận. Thứ ba là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động chịu sự kiểm tra giám sát của nhân dân. Thứ tư, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đối thoại giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Thứ năm, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, thanh tra, kiểm tra, xử lý tham nhũng tiêu cực, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ. Thứ sáu, hàng năm thống nhất chương trình giám sát với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền các cấp, giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính và việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức và viên chức. Thứ bảy là định kỳ có chương trình phối hợp làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, phối hợp chỉ đạo các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân. Thứ tám là phân công đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh phụ trách công tác dân vận và chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các điều 11, 12, 13, 14 quy định về trách nhiệm của các sở ban ngành, các cơ quan tư pháp, lực lượng vũ trang và chính quyền các cấp. Báo cáo chỉ là đề nghị nội dung này thì các đồng chí nghiên cứu trong quy chế. Mục 3, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, gồm điều 15 và điều 16. Là trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội được bổ sung các nội dung là trách nhiệm về giám sát, việc tu dưỡng rèn luyện, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, theo quy định 124 của Ban Bí thư. Và trách nhiệm phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu trong tầng lớp nhân dân, thực hiện hoạt động đối ngoại của nhân dân. Thì báo cáo thì nội dung này cũng hơi dài, đề nghị đồng chí nghiên cứu trong quy chế. Ba là chương 3 là phương thức thực hiện của công tác dân vận. Phương thức thực hiện công tác dân vận được rút ra qua tổng kết lý luận và thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện công tác dân vận của Đảng, được thể hiện khái quát ngắn gọn đầy đủ tại các chương 3 của quy chế này, là cụ thể là điều 17 là quán triệt tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng các hình thức thực tiễn sáng tạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy ý chí, quyết tâm và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều 18, cụ thể hóa chủ trương đường lối của Đảng về công tác dân vận gắn với việc
thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, triển khai sâu rộng phong trào thi đua dân vận khéo. Điều 19 là xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới, phân công cán bộ phụ trách chuyên trách về làm công tác dân vận có năng lực, đạo đức và uy tín cũng như kinh nghiệm. Điều 20 là cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu có trách nhiệm thực hiện tốt công tác dân vận theo quy định của Đảng, Nhà nước, gương mẫu thực hiện, thực thi công vụ, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Điều 22 là cấp ủy tổ chức Đảng tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác dân vận. Điều 22, các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để nâng cao hiệu quả công tác dân vận thông qua các cơ chế phối hợp liên ngành, chương trình phối hợp, hội nghị giao ban định kỳ và chuyên đề. Điều 23, khi có tình huống phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cấp ủy chính quyền lãnh đạo chỉ đạo ứng phó kịp thời, thông tin nhanh lên ban dân vận, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội. Ban dân vận chủ trì phối hợp với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan tổ chức có liên quan vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân chấp hành sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, phát huy vai trò nòng cốt chính trị, tham gia lực lượng xung kích. Điều 24, chế độ làm việc và thông tin báo cáo. Một là cấp ủy tổ chức Đảng định kỳ hoặc trường hợp cần thiết làm việc với ban dân vận, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan tổ chức có liên quan cung cấp để nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đánh giá kết quả định hướng công tác dân vận đáp ứng tình hình thực tiễn. Hai là định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang địa phương báo cáo kết quả công tác dân vận với cấp ủy, đồng gửi ban dân vận cung cấp cấp ủy dưới báo cáo tình hình nhân dân và công tác dân vận cho cấp ủy cấp trên, đồng gửi ban dân vận cung cấp ở cấp trên. Thứ ba là các cơ quan trong hệ thống dân vận các cấp thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo chỉ đạo hướng dẫn của ban dân vận cấp ủy cấp trên trực tiếp. Thứ tư là trường hợp đột xuất cần thiết liên quan đến tình hình nhân dân các cấp ngành hữu quan trực tiếp báo cáo với thường trực cấp ủy, ban dân vận cấp ủy được tham dự để tổng hợp theo dõi tham mưu cho cấp ủy. Bốn là chương bốn là tổ chức thực hiện. Điều 25 là các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Điều 26, căn cứ quy chế này, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, tỉnh ủy xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị của địa phương, đơn vị mình và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Điều 27, ban dân vận tỉnh ủy chủ trì phối hợp với văn phòng tỉnh ủy, các ban đảng tỉnh giúp ban thường vụ thường trực tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế định kỳ báo cáo ban thường vụ thường trực tỉnh ủy. Điều 28, hàng năm các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, nghiêm khắc phê bình, kỷ luật những tổ chức cá nhân thiếu trách nhiệm, có vi phạm trong công tác dân vận. Kính thưa toàn thể các đồng chí, được sự phân công của ban tổ chức hội nghị, tôi vừa trao đổi với các đồng chí, các đồng chí là quyết định 23 của ban thường vụ tỉnh ủy về ban hành quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã chú ý lần này.